Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Panama đã ra lệnh trả đũa hàng không đối với lại Venezuela. Bản tin từ Panama City cho biết thì chính quyền của Panama đã ra lệnh cho hãng hàng không dân sự này là phải có những hành động cứng đắn trả đũa Venezuela bắt đầu từ tối ngày thứ Tư, theo một phát ngôn viên của nội các Panama đưa ra và không cho biết thêm chi tiết. Và tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro loan báo rằng ông ta đã thắng nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử vừa qua sau tối ngày thứ Hai. Tuy nhiên, cái giới đối lập bao gồm luôn cả những người thăm dò độc lập cho rằng là kết quả này là kết quả bị gian lận. Panama đã ngưng lại tất cả những quan hệ ngoại giao với Venezuela và loan báo rằng rút tất cả những giới chức ngoại giao của họ ra khỏi đây cho tới khi nào mà cuộc tranh chấp về vấn đề gọi là bầu cử được rõ ràng hơn. Và lệnh này tiếp theo việc mà phía Panama nói rằng họ sẽ thực hiện các chuyến bay xung quanh khu vực của Venezuela và ngưng lại các chuyến bay với lại Venezuela. Trong khi đó thì chính quyền của Venezuela trước đó trong ngày thứ Ba cho biết các chuyến bay đã bị ngưng lại. Venezuela đồng thời ngưng lại tất cả các chuyến bay tới Cộng hòa Dominican. Và cùng một lượt thì họ nói rằng là đã có những hành động xen vào cái vấn đề nội bộ của họ. Trong khi đó thì tổng thống của Panama là ông Jose Ron Mulino và kể cả tổng thống của Dominican là Luis Abinader đã kêu gọi là phải duyệt xét lại kết quả cuộc bầu cử. Đây được xem là một trong những cái phản ứng đầu tiên sau khi mà Maduro là ông tổng thống của Venezuela tuyên bố rằng ông ta đã thắng nhiệm kỳ thứ ba. Cùng một lượt thì Brazil, Mexico và Colombia đã đàm phán để đưa ra một bản statement chung trong vấn đề minh bạch bầu cử tại Venezuela. Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì phía Brazil hiện đang đàm phán với lại phía Mexico và Colombia để đưa ra một bản thông cáo chung về tình trạng đếm phiếu ở Venezuela và trong đó bao gồm luôn những tính chất được xem là có thể có sự gian lận. Các ngoại trưởng của ba quốc gia này dẫn đầu bởi tổng thống cánh tả được xem là đã có một mối quan hệ gần gũi với lại ông Nicolas Maduro, là trong đó họ sẽ đưa ra một cái thông báo vào ngày thứ Hai, có thể sẽ từ chối thừa nhận kết quả bầu cử vào ngày Chủ nhật sau khi mà hội đồng bầu cử của Venezuela loan báo là ông Nicolas Maduro đã thắng cử. Tuy nhiên, Brazil cũng sẽ tham gia vào một bản statement chung với lại đồng minh thân cận của ông Maduro ở khu vực, trong đó dường như gia tăng áp lực với chính quyền của ông và bỏ mặc tất cả những yêu cầu của giới đối lập của Venezuela và kể cả cộng đồng quốc tế về kết quả bầu cử này. Trong khi đó thì đại diện của các ngoại trưởng ở Mexico và Colombia đã chưa cho biết lời bình luận của họ về vấn đề này. Trong khi đó thì tổng thống của Brazil là ông Lula da Silva đã tỏ ra bất mãn với tình trạng tại Venezuela và tin rằng ông Maduro đã có một hệ thống thất bại trong việc cam kết một cuộc minh bạch trong cuộc bầu cử, các viên chức cho biết, và hiện nay họ đang thảo luận chuyện này. Trong khi đó thì văn phòng ngoại giao của Brazil đã ra lệnh cho đại sứ của họ từ ở Caracas là phải bỏ qua cái việc chúc mừng cho kết quả bầu cử, và theo tường trình cho biết thì ông Maduro nói rằng là ông ta nhận được 51.2% cử thi so với 44.2% dành cho ông đối thủ đối lập là ông González. Đây được xem là những biến động mới nhất liên quan tới kết quả bầu cử tại Venezuela, giữa lúc một quốc gia này cũng đang rơi vào tình trạng gọi là cáo quắc cuộc biểu tình bạo động ở trên toàn quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, giới chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ hy vọng rằng là phía Ấn Độ sẽ tiếp cận với phía của Ukraine. Bản tin từ ở Washington cho biết thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Kurt Campbell cho biết trong ngày thứ Ba, ông hy vọng là sẽ sớm có cuộc tiếp cận của Ấn Độ đối với Ukraine để mà có một cái câu hỏi trả lời trên sàn thượng viện sau khi mà Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi sẽ có chuyến viếng thăm tới Hoa Kỳ trong tháng này. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang lắng nghe những tin tức từ phía Ấn Độ tiếp cận một cách trực tiếp với Ukraine, và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra, và tôi nghĩ rằng Ấn Độ đang có một cái vai trò quan trọng ở trong cái chính trường trên toàn cầu. Ông Campbell đã phát biểu trong cái ủy ban đặc trách về đối ngoại của thượng viện như trên. Các quốc gia Tây phương đã ban lệnh cấm vận đối với Nga sau khi mà họ xâm lăng cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, các quốc gia như là Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục có mối quan hệ mậu dịch với Nga và giữ một thái độ được xem là trung dung. Ông Modi gặp gỡ với ông Vladimir Putin ở Moscow vào đầu tháng này.
Và giữa lúc mà Nga đang tấn công các cái hỏa tiễn nhắm vào thủ đô của Kiev và đặc biệt là một bệnh viện tại Kiev, khiến cho 44 người đã bị thiệt mạng, trong đó được xem là bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cộng đồng quốc tế. Và giới truyền thông của Ấn Độ cho biết là ông Modi dường như có thể sẽ viếng thăm Ukraine vào tháng 8, và trước khi mà ông ta chuyến viếng thăm đầu tiên của ông ta vào Ukraine kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ năm 2022. Và khi được và hỏi về lời phát biểu của ông Campbell thì tòa đại sứ của Ấn Độ ở tại Washington DC trong cái cuộc họp báo tại Tokyo bởi ngoại trưởng của Ấn Độ là ông Jesh Hakan, người cho biết là cần phải có thêm những cái cuộc tiếp cận và đàm phán trong cuộc tranh chấp tại Ukraine, và Ấn Độ cũng như một số quốc gia khác vẫn không chọn đứng về một phía nào. Đây là một trong những cái lời phát biểu từ phía Ấn Độ đưa ra, và phía Hoa Kỳ hy vọng rằng phía Ấn Độ sẽ tiếp cận với lại phía của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Đức đã bác bỏ lời đe dọa của Putin khi mà khai triển các hỏa tiễn của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của Đức. Bản tin mới nhất cho biết, chính quyền của Đức một lần nữa là lên tiếng binh vực cho một cái dự tính mà Hoa Kỳ sẽ khai triển các hỏa tiễn tầm xa của họ trên lãnh thổ của Đức, sau khi mà ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh cáo rằng sẽ có những hành động quân sự trả đũa. Phát ngôn viên của chính quyền Đức là Christian Hoffmann đã nói rằng Berlin vẫn sẵn sàng có những lý do để mà đặt các cái chèo hỏa tiễn của Hoa Kỳ từ đây cho tới năm 2026, và điều này nó nằm rất xa với lãnh thổ của nước Nga. Và bởi vì Nga đã thay đổi cái chiến lược quân bình tại Âu Châu, đe dọa tới Âu Châu và nước Đức cần phải có dàn hỏa tiễn phòng thủ này, và chúng tôi thành lập một cái hệ thống kiềm chế tốt hơn. Bài này cho biết như trên, ông Putin trong ngày Chủ nhật lên tiếng cảnh cáo là sẽ có một cơn khủng hoảng về hỏa tiễn tương tự như thời chiến tranh lạnh, và nói rằng Moscow sẽ có những cái hành động sẽ tương ứng để mà đối phó với tình trạng có gọi là phối hợp giữa Washington và Berlin. Phía Nga vẫn không có lời cam kết nào là ban cấm tất cả những cái hỏa tiễn tầm trung của họ ở những nơi khác. Và trong cái hiệp ước gọi là ngăn chặn hỏa tiễn tầm xa, gọi là IMF, vốn đã được ký kết giữa Nga và của Hoa Kỳ từ năm 1987, đã bị hủy bỏ từ năm 2019, và Hoa Kỳ đã rút ra tất cả những cái hiệp ước đối với lại phía của Nga. Theo tường trình cho nghiệp biết thì Nga vẫn tiếp tục đang tìm cách gọi là phát triển cái hàng dàn vàng vũ khí của họ tới những quốc gia được xem là ở phía đông của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, liên tục trong vòng 2 tháng thì Nga đang chuẩn bị cho một cái vòng tập trận thứ 3 về các kỹ thuật liên quan tới vũ khí nguyên tử. Bản tin từ Moscow cho biết trong ngày thứ 4 thì lực lượng quân sự của Nga sẽ bắt đầu một cuộc tập trận thứ 3 liên quan tới việc sử dụng các kỹ thuật về vũ khí nguyên tử, là một phần mà Điện Kremlin cho biết rằng sẵn sàng đối phó với khối Tây Phương trong lúc mà họ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết cuộc tập trận này sẽ bao gồm các đơn vị ở trung tâm và phía nam được xem là có một cái dàn hỏa tiễn tầm ngắn, và họ sẽ thực tập tất cả những việc mà nhận tất cả các cái vũ khí nguyên tử từ trong các cái kho và khai triển họ ở các cái bệ phóng xung quanh. Và đây là cuộc tập trận lần thứ 3 kể từ 2 tháng qua. Và Bộ Quốc phòng của Nga cho biết cuộc tập trận này là nhằm quản trị tất cả những cái sứ mạng tác chiến của họ. Và các kỹ thuật nguyên tử này bao gồm luôn cả các loại bom nguyên tử, các đầu đạn nguyên tử được đặt ở trên các cái hỏa tiễn tầm ngắn, và kể cả một số những cái đạn pháo kích. Và điều này có thể sử dụng trong các bãi chiến trường. Và Nga cho biết rằng họ sẽ có một cái chiến lược về vũ khí và hàng loạt các cái loại đầu đạn hỏa tiễn nguyên tử có thể được lắp đặt trên những cái loại hỏa tiễn được xem là đạn đạo xuyên quốc gia, và trong đó có thể có tiềm năng đe dọa tới những kẻ thù của Nga. Vào năm ngoái thì Nga đã cho biết rằng họ đã khai triển một số những cái kỹ thuật về nguyên tử và những cái bệ phóng nguyên tử tới quốc gia láng giềng là Belarus, được xem là có biên giới với các thành viên của NATO, gồm có Ba Lan, Latvia và Lithuania. Chính quyền của Belarus dưới quyền của ông Tổng thống Alexander Lukashenko cũng đã tuyên bố rằng sẽ hợp tác với Nga, và quốc gia này sẵn sàng sẽ có những cái hành động cứng rắn nếu bị đe dọa từ khối Tây Phương. Đây được xem là cuộc tập trận lần thứ 3 của Nga trong vòng 2 tháng qua liên quan tới các chương trình thực tập về vũ khí nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Iran.
Bản tin mới nhất cho biết lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas, nhóm khủng bố tại khu vực của dải Gaza, có tên gọi là Ismail Haniyeh, đã bị ám sát tại Tehran. Lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra thông báo vào ngày thứ Tư và quy trách nhiệm cho Do Thái về cuộc tấn công này. Phía Do Thái đã từng cam kết rằng sẽ sát hại Haniyeh cùng với một số lãnh đạo khác của Hamas kể từ khi mà xảy ra vụ khủng bố ngày 7 tây tháng 10, khiến cho 1.200 người đã bị thiệt mạng và Hamas đã bắt giữ 250 con tin. Phát ngôn viên quân sự của Do Thái đã không lên tiếng cho biết về vấn đề này. Tuy nhiên thì Do Thái vẫn không loại trừ việc mà ám sát các thành viên của Hamas thông qua cơ quan tình báo đối ngoại của họ là cơ quan tình báo Mossad. Và Hamas cho biết là Haniyeh đã bị sát hại bởi một cuộc không tập bởi chế độ Zionist ở tại khu vực nhà riêng của ông này, khi mà ông này đang có mặt tại Tehran để chuẩn bị dự cái lễ nhận chức của tân tổng thống Iran. Hamas tuyên bố là sẽ tiếp tục có những cái hành động để trả đũa cho việc mà họ đã sát hại một thánh tử đạo là Ismail Haniyeh. Bản statement đã đưa ra, Haniyeh đã rời khỏi dải Gaza từ năm 2019 và sống lưu vong tại Qatar, được xem là lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở tại đây. Trong khi đó thì một lãnh đạo khác của dải hai của Hamas là cánh gọi là quân sự của Hamas là Yahya Sinwar là kẻ chủ mưu trong cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10. Haniyeh đã có mặt tại Iran để tham dự vào lễ nhận chức của ông tổng thống Masoud Pezeshkian trong ngày thứ Ba, và Iran đã không cho biết chi tiết làm cách nào ông Haniyeh đã bị sát hại, và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đang điều tra về cái cuộc tấn công này. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất đã diễn ra nhắm vào lãnh thổ của Iran để sát hại một lãnh đạo của Hamas. Ngay sau đó thì Iran đã lên tiếng đe dọa sẽ có hành động trả thù với Do Thái sau khi lãnh đạo của Hamas bị sát hại trong cuộc không tập tại Tehran. Bản tin mới nhất cho biết thì từ Tehran, thì nhà lãnh đạo tối cao là ông Ayatollah Ali Khamenei trong ngày thứ Tư cam kết rằng sẽ có hành động trả đũa nhắm vào Do Thái sau khi một cánh chính trị của Hamas đã bị sát hại tại đây. Ông Khamenei cho biết là Do Thái sẽ phải chuẩn bị cho một cái sự trừng phạt lớn nhất kể từ trước tới nay sau khi mà Ismail Haniyeh đã bị sát hại trong cuộc không tập ngay tại thủ đô của Iran là Tehran. Chúng tôi sẽ duyệt xét việc trả thù cho ông ta trong trách nhiệm của chúng tôi. Ông Khamenei đã phát biểu trong bản statement trên trang website và nói rằng Haniyeh là một trong những người khách của đất nước chúng tôi. Trong khi đó thì Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan đã lên tiếng hành động sát hại nhân vật Haniyeh này vào ngày thứ Tư và mô tả rằng đây là hành động phá hủy toàn bộ tất cả những cái nỗ lực của người Palestine. Và trên cái trang Platform X thì ông Erdogan cho biết là chế độ Zionist chưa bao giờ có một cái thiện chí về hòa bình. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục dùng tất cả các khả năng và tất cả những cái cánh cửa để ủng hộ cho người Palestine. Trong đó, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho họ mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thành lập một cái chủ quyền độc lập tự do cho người Palestine kể từ cái cuộc chiến năm 1967, và kể cả phía đông của Jerusalem sẽ là thủ đô của người Palestine. Trong khi đó thì ông Haniyeh dự tính là sẽ có một bài phát biểu trong nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 theo tường trình của phát ngôn viên của đảng cầm quyền của ông Erdogan đưa ra. Trong khi đó thì Bộ trưởng Y tế của Lebanon trong ngày thứ Năm cho biết là số lượng người mà bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Do Thái vào phía của quốc gia này, tức là ở ngoại ô của thủ đô Beirut, đã khiến cho 4 thường dân bị thiệt mạng. Và Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại về tình trạng gia tăng các cuộc căng thẳng tại đây. Và Do Thái cho biết trong ngày thứ Tư, họ nhắm mục tiêu vào một trong những chỉ huy của lực lượng Hezbollah có tên là Fuad al-Shukr, người mà họ cáo buộc rằng đã có hành động phát động một cái cuộc tấn công vào thị trấn có tên là Madol Sham, nơi mà Do Thái đã chiếm đóng và sáp nhập trên đồi Golan Heights và khiến cho 12 trẻ em đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những biến động mới nhất đang diễn ra tại Trung Đông. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã mở các cuộc không tập tại Iraq theo tường trình của phía Hoa Kỳ cho biết. Lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã mở một cuộc không tập tự vệ ở phía nam của Baghdad, thủ đô của Iraq, trong ngày thứ Ba theo tường trình của ít nhất hai giới chức Hoa Kỳ cho biết. Lực lượng Hoa Kỳ tại đây đã thực hiện một cuộc không tập tự vệ ở khu vực gọi là Mustajib ở Babil, và trong đó nhắm mục tiêu vào các cuộc tấn công một chiều bởi cái hệ thống được xem là Tron tại đây theo tường trình của các giới chức cho biết. Và căn cứ trong những cuộc tấn công thời gian gần đây ở tại Iraq và Syria, Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ cho biết rằng là đây là một sự đe dọa tới cái lực Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh tại đây. Trước đó ngày thứ Ba thì giới chức Iraq báo cáo rằng đã có vụ nổ ở khu vực phía nam của thủ đô Baghdad, và trong đó được xem là có rất nhiều
những cái mặt trận lực lượng quân sự của Iraq, và trong đó được xem là một trong những nhóm dân quân do phía nhà nước của Iran hỗ trợ và có sự phối hợp với lại lực lượng quốc phòng của Iraq. Trong một bản statement gửi ra cho truyền thông, thì lực lượng gọi là Popular Mobilization Authority cho biết rằng là lực lượng của họ là sư đoàn 47 đang tìm cách gọi là tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ. Và trong cuộc không tập vào ngày thứ ba vừa qua là cuộc không tập lần đầu tiên nhắm vào các lực lượng này ở tại Iraq từ tháng 2, khi một cái drone đã sát hại một nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm dân quân do Iran hỗ trợ, khi mà Hoa Kỳ đã ngăn chặn ít nhất là 170 cái đạn rocket và drone tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq và Syria. Và cuộc tấn công này đã từng xảy ra hồi tháng 4, và trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ vẫn tiếp tục có những hành động kiềm chế đối với các nhóm dân quân Hồi giáo tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một binh sĩ lục quân Hoa Kỳ bị cáo buộc đánh cắp các thông tin tế nhị về quân sự đã bị cáo buộc các cái tội danh liên quan tới vấn đề gọi là bán thông tin này cho những quốc gia thù địch. Bản tin từ Nashville, Tennessee cho biết, một binh sĩ lục quân Hoa Kỳ bị cáo buộc là đã bán một số thông tin nhạy cảm của các cái khả năng quân sự Hoa Kỳ cho quốc gia nước ngoài đã nhận tội trong ngày hôm nay, theo tường trình của tập tài liệu của tòa án đưa ra. Người này là trung sĩ Colben Shu, người đã bị vốn là một phân tích gia tình báo, đã chính thức bị kết tội và đã nhận tội trong ngày hôm nay. Ông Shu đã quyết định là nhận tội, và trong đó bao gồm luôn việc mà đã đạt được một cái thỏa thuận với chính phủ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc đưa ra. Và quan tòa có tên là Aletta Trucher sẽ cho biết là vào ngày 13 tây tháng 8 sẽ đưa ra cái bản án đối với ông này. Và ông này bị cáo buộc trong 6 tội danh, trong đó bao gồm luôn tội âm mưu đã công bố tất cả những cái tin tức bí mật về quốc phòng của Hoa Kỳ và để nhận lại hối lộ. Và ông này 24 tuổi đã bị bắt tại Fort Campbell, trong đó thì một cái được xem là một cái nơi có cái trụ sở của Hoa Kỳ tại đây. Và trong bản cáo trạng cho biết ông này đã đánh cắp một số những cái thông tin bí mật hàng đầu và âm mưu chuyển cho những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn cả Trung Quốc, liên quan tới những cuộc tập trận của Hoa Kỳ ở những quốc gia tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đây được xem là một bản kết án đối với lại phía của ông Shu, một binh sĩ của lục quân Hoa Kỳ đã có hành động đánh cắp các bí mật của quân sự để bán cho các quốc gia thù địch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là xạ thủ của cơ quan mật vụ đã lên tiếng và nói rằng sẽ có thêm một cuộc ám sát ứng cử viên tổng thống diễn ra sớm từ đây cho tới ngày bầu cử. Một xạ thủ của cơ quan mật vụ đã lên tiếng và nói rằng sẽ có thêm một vụ ám sát khác nhắm vào ứng cử viên tổng thống trước khi có cuộc bầu cử vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới đây. Trong một lá thư gửi ra cho cái cơ quan mật vụ thì người xạ thủ này nói rằng vụ ám sát cựu tổng thống Trump ở tại khu vực ở Pennsylvania cho thấy sự suy yếu của cơ quan này. Đây được xem là cần sự thay đổi và khi nào, và trong cái cuộc ám sát mới có thể sẽ diễn ra trước 30 ngày hoặc trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ thấy được rất là rõ ràng nó sẽ diễn ra trước ngày bầu cử tháng 11 và chúng tôi có thể làm được hay không khi mà lãnh đạo chúng tôi suy yếu. Và người xạ thủ không để tên tuổi này cho biết là các giám sát viên cao cấp cần phải từ chức tiếp theo sau vụ ám sát hụt đối với ông Trump. Điều đáng buồn, chúng tôi đã bị thất bại trong những năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn khi mà nó không xảy ra bất kỳ một biến cố lớn nào. Và tôi nghĩ rằng trách nhiệm nằm ở những người giám sát viên cao cấp và chúng ta đã biết được điều này. Xạ thủ trên được mô tả là một cựu binh sĩ trong thủy quân lục chiến và là một thành viên trong cái lực lượng gọi là Counter Sniper, tức là phản xạ thủ của lực lượng mật vụ, và cho biết cái cuộc ám sát ngày 13 tây tháng 7 vừa qua là một hành động vết nhơ không thể xóa khỏi. Đây được xem là lá thư của vị xạ thủ của nhân viên của cơ quan mật vụ đã đưa ra lá thư này cho các lãnh đạo của cơ quan mật vụ. Trong khi đó, quyền giám đốc của cơ quan mật vụ là Ronald Rao được xem là một trong những nhân vật vừa được bổ nhiệm trong thời gian gần đây cũng lên tiếng vào ngày thứ ba vừa qua là ông không thể bảo vệ cho cái hành động thất bại trong việc bảo vệ cho cựu tổng thống Trump. Ông đã ra điều trần với hai ủy ban trên sàn của Thượng viện, bao gồm cả ủy ban tư pháp và ủy ban an ninh nội địa, và trong đó ông nói rằng đây một những điều mà chúng tôi nhìn thấy là làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Trước đó thì bà Kimberly Chidon là giám đốc của cơ quan mật vụ đã phải từ chức sau khi bà ta ra điều trần trên sàn Hạ viện và thú nhận sự thất bại của cơ quan mật vụ trong việc bảo vệ các yếu nhân, bao gồm luôn cả vụ ám sát ông Trump vào ngày 13 tây tháng 7. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có những quy tắc mới để bắt đầu ngăn chặn một số những cái chip điện tử có thể lọt qua Trung Quốc thông qua các quốc gia khác. Tuy nhiên, thì một số quốc gia đồng minh sẽ được loại trừ trong quy tắc này. Bản tin từ New York cho biết thì chính quyền của Joe Biden đã công bố một cái dự luật mới, một cái quy tắc mới vào tháng tới, trong đó sẽ gia tăng cái quyền lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc xuất cảng các cái semiconductor và các dụng cụ của kỹ nghệ này cho những quốc gia ngoại quốc mà có quan hệ với lại cái công ty sản xuất chip tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái quy tắc này có thể sẽ không áp dụng cho một số quốc gia đồng minh thân cận, trong đó bao gồm cả Nhật Bản, Hoa Lan và Nam Hàn sẽ được loại trừ ra khỏi quy tắc này. Và trong cái quy tắc này sẽ ngăn chặn tất cả những cái nguồn chip điện tử và các phụ tùng của việc sản xuất chip điện tử cho những quốc gia thứ ba mà trong đó có khả năng là họ có liên hệ với những công ty sản xuất chip điện tử tại Trung Quốc. Trong đó, một trong những công ty được xem là sản xuất chip chính là ASML cùng với lại công ty Tokyo Electron sẽ không bị ảnh hưởng theo tường trình cho biết. Và cái quy tắc này gia tăng được biết với cái tên là Foreign Direct Product Rule, và trong đó bàn cấm hầu hết tất cả những cái phòng nghiên cứu của Trung Quốc ở trung tâm Trung Quốc là có thể tiếp cận với bất kỳ một công ty của một quốc gia nào mà có thể mua chip điện tử của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái chính sách mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ nhằm giới hạn tất cả những cái nguồn chip điện tử được bán qua một quốc gia thứ ba rồi lại bán lại cho Trung Quốc, và do đó thì tất cả những nguồn chip điện tử này sẽ được kiểm soát chặt chẽ và không thể bán qua lại cho Trung Quốc, ngoại trừ ba quốc gia là Hoa Lan, Nhật Bản và phía Nam Hàn đã được loại trừ ra cái quy tắc này. Đây được xem là một chính sách cứng rắn của chính quyền Joe Biden nhằm ngăn chặn Trung Quốc có thể có được nguồn chip điện tử để theo đuổi tất cả những cái khát vọng của họ là sẽ làm chủ trong vấn đề AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã đưa ra một lời phản đối chính thức với Nhật Bản sau khi mà có cuộc gặp gỡ với phía Hoa Kỳ và đưa ra một bản thông cáo chung. Bắc Kinh đã lên tiếng và chỉ trích Tokyo sau khi mà có những lời tuyên bố mà họ cho là tiêu cực về Trung Quốc trong cuộc họp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ theo tường trình của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào ngày thứ Tư. Liu Jingsong, được xem là giám đốc đặc trách về Á Châu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã đưa ra lời than phiền và một cái lá thư phản đối khi mà Nhật Bản phát biểu chung với Hoa Kỳ trong cái gọi là mà Bắc Kinh đã có hành động khiêu khích và có những thái độ được xem là đầy khiêu khích ở khu vực ở Biển Đông cũng như phía đông của Trung Quốc trong một cái cuộc tập trận chung với phía của Nga và gia tăng cái khả năng về các cái đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc. Trung Quốc thúc giục Nhật Bản là phải bác bỏ tất cả những cái thiếu hiểu biết về Trung Quốc và chấm dứt tình trạng những lời phát biểu thiếu trách nhiệm và xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Đây là lời phát biểu của ông Liu đã đưa ra ở trên cái tòa đại sứ của Trung Quốc ở tại Nhật Bản sau khi mà họ gửi một cái thư phản đối này. Trong đó thì ông Liu cũng gặp gỡ với lại Yokichi Arika là đại sứ của Nhật Bản tại Bắc Kinh và đã than phiền về những lời mà ông ta cho rằng rất tiêu cực đối với Trung Quốc, và điều này đã dẫn tới việc sự căng thẳng mới giữa phía Nhật Bản và phía Trung Quốc ngay sau khi mà bộ tứ kim cương gồm có Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc đã đưa ra một bản thông cáo chung lên án hành động bành trướng và hung hăng của Cộng sản Trung Quốc ngay trên Biển Đông đối đầu với Philippines, cũng như những hành động được xem là bành trướng của Trung Quốc ngay khu vực phía đông bờ biển của Trung Quốc, tức là gần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, nơi mà Nhật Bản đang quản trị tại đây. Đây được xem là một trong những ngôn ngữ mới nhất mà Trung Quốc đã nhắm vào phía của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và giữa lúc cộng đồng quốc tế đang đặt câu hỏi về cuộc bầu cử tại Venezuela, Tập Cận Bình đã lên tiếng chúc mừng cho Maduro trong cuộc tái tranh cử. Bản tin mới nhất cho biết thì giữa lúc mà Hoa Kỳ và khối Tây Phương đang đặt câu hỏi về tính chất minh bạch trong cuộc bầu cử vừa qua tại Venezuela, thì bất chấp chuyện này, Tập Cận Bình, người đứng đầu nhà nước Cộng sản Trung Quốc, đã gửi lời chúc mừng tới ông Nicolás Maduro đã tái thắng cử nhiệm kỳ thứ ba theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Trong đó, gần như một số quốc gia ở châu Mỹ Latin đã không đồng ý kết quả bầu cử này. Cuộc bầu cử này thì ông Maduro cho biết ông ta đã thắng được nhiệm kỳ thứ ba với hơn 51%, trong khi đối thủ của ông ta chỉ có hơn 44%. Trong khi đó thì giới đối lập gồm có ông González cho biết là họ có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng khối phiếu của họ đông đảo hơn ông Maduro. Tuy nhiên thì Tập Cận Bình vẫn nhấn mạnh cái mối quan hệ thân hữu giữa Venezuela và Trung Quốc. Trong đó, ông ta lên tiếng và nói rằng Trung Quốc luôn ủng hộ cho Venezuela
trong cái cuộc bầu cử vừa qua đầy minh bạch và cái chủ quyền quốc gia cũng như một xã hội ổn định. Và chúng tôi tiếp tục ủng hộ cho tất cả những cái cuộc bầu cử tại Venezuela và chống lại những lực lượng từ bên ngoài đang tác động vào chuyện nội bộ của Venezuela. Đây là lời phát biểu của Tập Cận Bình đưa ra ngay sau khi mà kết quả bầu cử tại Venezuela được xác nhận là Maduro đã thắng nhiệm kỳ thứ ba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một người Nam Hàn đã bị bắt giữ vì tình nghi đã tiết lộ tất cả những cái danh sách của những nhân viên tình báo của Nam Hàn. Theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg cho biết là Nam Hàn đã bắt giữ một viên chức trong việc cáo buộc là viên chức này đã tiết lộ một số thông tin tình báo về quốc phòng, trong đó bao gồm luôn cả những nhân viên tình báo bí mật của họ đang hoạt động. Đây được xem là một tai tiếng lớn cho cục tình báo tại Nam Hàn. Tòa án quân sự đã đưa ra lệnh bắt giữ đối với lại một viên chức này vào ngày thứ ba, theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra, và trong đó họ không cho biết thêm chi tiết và là lai lịch cũng như tên tuổi của viên chức này trong cuộc điều tra đang diễn ra. Và họ đã báo cáo với các nhà lập pháp vào ngày thứ ba. Trong đó, nhân vật này được mô tả là đã tiết lộ một số những thông tin bí mật từ cái hoạt động quốc phòng của Nam Hàn, cộng thêm việc mà họ đã tiết lộ danh sách của các nhân viên tình báo của Nam Hàn đang hoạt động tại Á Châu, trong đó bao gồm luôn cả ở Bắc Hàn lẫn Trung Quốc. Và điều này sẽ gây nguy hiểm cho các nhân viên hoạt động tình báo của Nam Hàn, theo tường trình của phía Nam Hàn đưa ra. Trong khi đó, thì Tòa Đại sứ Trung Quốc ở tại Seoul đã chưa cho biết ý kiến về chuyện này. Biến cố diễn ra giữa lúc mà Nam Hàn đang tìm cách giám sát chặt chẽ lại tất cả hoạt động tình báo của họ. Và trong đó, nghi ngờ là có những kẻ hoạt động cả hai mang, tức là hoạt động vừa cho tình báo của Nam Hàn, vừa cho tình báo của Bắc Hàn, và có một số kẻ dường như đã đánh cắp một số những bí mật quốc phòng để bán cho phía của Trung Quốc. Đây được xem là một tai tiếng lớn nhất liên quan tới cái ngành tình báo của Nam Hàn và đang đối phó với tình trạng gọi là có những điệp viên hai mang, ba mang đang hoạt động nằm trong ngành tình báo của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất của các tổ chức dân quyền đưa ra cho thấy, trong dịp xuất hiện tại San Francisco của Tập Cận Bình dẫn tới các cuộc biểu tình đối đầu giữa hai phía, thì những người biểu tình chống đối Tập Cận Bình đã tố cáo rằng những kẻ ủng hộ cho chế độ Bắc Kinh đã dùng những cây cờ lớn che lại khi mà hai bên biểu tình sáp lá cà với nhau, che lại và họ đánh đập cũng như là dùng các cái cột, những cái cây cờ để mà đâm vào những người gọi là có khuynh hướng khác biệt với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bản báo cáo được đưa ra bởi một số tổ chức hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ nói rằng là trong cái cuộc biểu tình đối đầu nhau khi mà Tập Cận Bình và ông Joe Biden có cuộc gặp gỡ tại San Francisco vào tháng 11 năm ngoái, và những kẻ được xem là đám đông ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách chặn họ bằng những cây cờ lớn mà của Trung Quốc, và sau đó dùng những cây cờ này che lại và đánh đập họ cũng như đâm họ bằng những cái cán cờ. Theo bản báo cáo 160 trang được đưa ra bởi Hong Kong Democracy Council, tức là Hội đồng Dân chủ của Hồng Kông, và Student for a Free Tibet, tức là tổ chức sinh viên dành cho Tây Tạng tự do, tố cáo rằng những kẻ hoạt động cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã cố tình dùng những cây cờ lớn để mà che lại trong lúc mà họ đánh đập và có những hành động dùng cột cờ đâm vào những người biểu tình. Trong bản báo cáo cho biết tổng cộng có 34 trường hợp sách nhiễu, tấn công và ngay trong cả cái cuộc biểu tình đối đầu giữa hai bên với các công dân từ Tây Tạng, từ Hồng Kông và những nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc trên đường phố tại California trong lúc mà đôi bên có sự đối đầu, lúc mà Tập Cận Bình và Joe Biden gặp gỡ vào tháng 11 năm ngoái trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối APEC. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của những tổ chức dân quyền đưa ra cho thấy là những kẻ ủng hộ cho Bắc Kinh dường như đã được trả tiền để mà tham gia vào cuộc phản biểu tình này. Và trong cuộc phản biểu tình này, họ đã cố tình sách nhiễu, hành hung và đánh đập những người biểu tình chống Tập Cận Bình bằng cách là họ dùng những lá cờ lớn che lại không ai nhìn thấy. Và sau đó họ đã dùng cán cờ đâm và đánh đập những người biểu tình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, giới chức quân sự của Miến Điện đã gia tăng cái tình trạng gọi là khẩn cấp quốc gia trong 6 tháng giữa lúc mà cuộc nội chiến tại quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền quân phiệt đã chiếm đóng cái quyền lực tại Miến Điện trong 3 năm rưỡi qua đã tiếp tục gia tăng cái tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 6 tháng nữa sau khi mà quốc gia này rơi vào cuộc nội chiến, theo tường trình cho biết. Và họ nói rằng họ cần một thời gian dài để mà thực hiện cái cuộc bầu cử theo lời cam kết.
và cái tình trạng gọi là khẩn cấp quốc gia này đã được tuyên bố sau khi lực lượng quân phiệt Miến Điện đã lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021, bắt giữ bà và các thành viên trong đảng Vì Dân Chủ của bà. Và lệnh khẩn cấp này đã được đưa ra và nhằm tăng quyền lực cho giới quân sự để quản trị chính quyền, và trong đó tư lệnh có tên là Min Aung Hlaing là một trong những kẻ đang nắm quyền lực tại đây. Và việc ban hành thêm 6 tháng này có nghĩa là trong vòng 6 tháng tới, Miến Điện sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào, thay vào đó là những chiến dịch quân sự của lực lượng quân phiệt Miến Điện nhắm vào các lực lượng vũ trang của những cộng đồng thiểu số đang chống lại sự cai trị của quân phiệt Miến Điện. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của Miến Điện đã đưa ra sau khi mà phía Miến Điện miệng cớ rằng là cần có một cái sự an toàn và ổn định trong cái lệnh khẩn cấp quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong đưa cái thông tin của công ty Teletron là một cái đại nhạc hội để mà kỷ niệm thành lập chi nhánh Teletron tại thành phố Houston, ngay trên đại lộ Bel Air, trong trung tâm của người Việt và nằm cạnh chợ Tân Bình. Sẽ có nhiều anh chị em nghệ sĩ tham dự từ ngày 17 cho tới ngày 18 tháng 8 sắp tới đây. Quý vị nào ở Houston hoặc các vùng phụ cận có thể về tham dự cái đại nhạc hội này hoặc liên lạc trực tiếp với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 281-495-8999, 281-495-8999, hay vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. teletronusa.com. Và bên cạnh đó thì Phong cũng đưa thông báo là ngày 17 và ngày 18 Phong cũng sẽ có mặt tại công ty điện tử Teletron để gặp gỡ với tất cả những thân hữu, bạn bè và những khán giả của TNP Channel tại Houston và các vùng phụ cận. Hy vọng hôm đó chúng ta có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, chụp hình với nhau để kỷ niệm. Mong gặp gỡ tất cả khán giả ở tại đây. Đó là cái thông báo của công ty Teletron. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận nha, lướt qua tất cả những lời chào hỏi. Ok, hello anh Phong, xã thủ này đưa như vậy, xã thủ báo trước những và ứng cử viên có sự chuẩn bị để bảo vệ một cách chặt chẽ trước những mối đe dọa. Lời phát biểu và lá thư của vị xã thủ này đưa ra là bởi vì cái tính chất những quy tắc được đặt ra trong cơ quan mật vụ đã làm suy yếu cái khả năng bảo vệ này. Họ đặt ra quá nhiều quy tắc và quá nhiều những cái trói buộc, khiến cho những nhân viên mật vụ đã không thực hiện được cái nhiệm vụ của họ bởi vì bị trói buộc những quy tắc này. Do đó, vị xạ thủ này mới viết lá thư và nói rằng cái biến cố ngày 13 tây tháng 7 là một vết nhơ không thể xóa được trong cuộc đời của ông. Và người này là cái người mà đã có mặt trong cái buổi rally của ông Trump và là cái người đã bắn hạ tên ám sát ông Trump. Và anh được biết là trước khi mà trở thành nhân viên mật vụ thì ảnh từng là cựu chiến binh ở trong cái lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục, tên lửa Do Thái quá tuyệt đỉnh chui thẳng vào phòng ngủ của thủ lĩnh Hamas nổ luôn. No, cái này là họ tấn công bằng drone. Drone thì nó có hệ thống định vị. Trước khi phóng hỏa tiễn ra thì drone xác định được mục tiêu bằng cái GPS trước khi mà hỏa tiễn bay tới. Do đó thì cái độ chính xác của các hỏa tiễn được lắp trên drone là chuyện bình thường. Tại vì từ ở trên drone, họ có được cái camera chụp xuống và quay xuống ở cái khu vực đó. Và chỉ cần định vị là hỏa tiễn sẽ bắn tới thôi. Ok, cái này là họ sử dụng hỏa tiễn định vị từ trên drone nha. Rồi tiếp tục. Có quá nhiều những nghi vấn trong vụ ám sát Tổng thống Trump mà người dân Mỹ muốn biết sự thật của những nhân viên cấp cao trong sở mật vụ. Do đó, vị xã thủ này lên tiếng và kêu gọi các nhân viên gia, các supervisor đó là phải từ chức. Là thứ nhất là cái quy tắc của họ như thế nào. Thứ hai, tại sao lại trì hoãn trong cái vấn đề khi mà phát hiện ra được khi mà phát hiện được tên hung thủ. Tại vì người xã thủ này đã bắn trễ 9 giây đồng hồ. Và trong 9 giây đồng hồ đó, hung thủ đã bắn ra thêm 8 phát đạn nữa. Tại vì người xạ thủ ở trên cái nóc nhà, họ chỉ bắn theo lệnh của cấp trên mà thôi. Tại sao bị trì hoãn trong 9 giây đồng hồ? Thì quý vị, đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt câu ra. Thứ hai, tại sao trên nóc nhà của hung thủ lại không có xạ thủ được đặt ở trên đó? Đây là những câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Và thứ ba, hung thủ đã được phát hiện một tiếng đồng hồ trước đó.
và các nhân viên công lực của địa phương cũng đã phát hiện, nhưng tại sao lại không được đánh giá là một kẻ đe dọa trầm trọng? Thì tất cả những câu hỏi này chúng ta sẽ có câu trả lời trước ngày 13 tây tháng 9, à, 13 tây tháng 12. Tại vì Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua trên sàn hạ thượng viện thì có điều trần rồi, dưới sàn hạ viện đã có một cái lực lượng task force rồi. Thì họ sẽ cam kết rằng sẽ có bản kết luận trước ngày 13 tây tháng 12. Thì chúng ta chờ xem coi bản kết luận họ như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Chính quyền Sleepy Joe thắng không minh bạch thì các quốc gia khác là y như chính quyền này xen vào nước khác là chuyện minh bạch. Cho tới giờ phút này thì tôi đang thấy rằng có tiềm năng sẽ có những biến động xã hội tại Hoa Kỳ. Với những gì đang xảy ra tại Trung Đông, với những gì đang xảy ra tại Venezuela và với sự đông đảo của những di dân bất hợp pháp đến từ Venezuela đang có mặt tại Hoa Kỳ. Với những điều này tôi nghĩ rằng là từ đây cho tới ngày bầu cử sẽ còn nhiều biến động. Từ biểu tình bạo động ở ngoài xã hội cho tới việc cảnh báo của ông xạ thủ là có thể có một cuộc ám sát lần thứ hai. Ok, thì đây quý vị, chúng ta nhìn thấy còn có 3 tháng nữa thôi. Trên nguyên tắc là 3 tháng 5 ngày, 95 ngày nữa thôi. Thì chúng ta đã nhìn thấy được những dấu hiệu này rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Trung Quốc không thể thao túng bầu cử Hoa Kỳ được. Bầu cử Đài Loan họ còn chưa làm được mà. Điều quý vị không hiểu, Trung Quốc không thao túng cuộc bầu cử liên bang được, nhưng Trung Quốc thao túng các cuộc bầu cử ở địa phương được. Ví dụ như tại Los Angeles, ở San Francisco, ở Oakland. Tôi không nói hai khu vực của Los Angeles và San Francisco, tôi nói Oakland thôi. Quý vị biết Oakland đó, quý vị không kiếm được một lá cờ Đài Loan nào hết. Toàn bộ cái China Town đây treo cờ của Cộng sản Trung Quốc. Toàn bộ cờ tại Oakland đó, ngay trong khu China Town đó, là treo cờ của Trung Quốc. Và trên Seattle là có một số nơi đã treo cờ của Trung Quốc. Thì quý vị, nó gây ảnh hưởng ở các kết quả bầu cử địa phương. Đặc biệt là ở Atlanta, Georgia đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những thành phần thân Trung Quốc tại đây, tại New York. Do đó quý vị, họ thao túng tất cả những cuộc bầu cử địa phương cho tới cấp tiểu bang nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều nguồn tin nói thủ lĩnh Hamas bị tiêu diệt bằng hỏa tiễn dẫn đường. Anh nghĩ là tin giả không? Tôi không biết cái hỏa tiễn dẫn đường là cái gì. Đây là hỏa tiễn định vị, GPS. Nhưng mà phía Iran không tiết lộ nhiều. Còn phía do họ quy trách nhiệm cho cơ quan tình báo Mossad của Do Thái sử dụng drone và mở cuộc tấn công bằng hỏa tiễn định vị. Dẫn đường là con mẹ gì? Ok. Rồi tiếp tục. Lãnh đạo Hamas qua đời, anh nghĩ tổ chức này sẽ tan rã và mục tiêu kế tiếp là diệt tận gốc Hezbollah hay không? No. Lãnh đạo chính trị của Hamas thôi. Còn lãnh đạo quân sự của Hamas vẫn còn đầy đó. Cái này chỉ là một lãnh đạo trong cánh chính trị của Hamas thôi. Và nhân vật này sống lưu vong ở Qatar. Sống trong khách sạn Sheraton quang sang trọng của Qatar. Và ông ta đã bị sát hại trong lúc mà ông ta tới Tehran để dự cái lễ nhận chức của ông tân tổng thống. Và ông ta chỉ là lãnh đạo chính trị thôi. Đâu phải là lãnh đạo chính trị chết thì nó tan rã đâu. Nó còn lãnh đạo quân sự nữa. Nó còn cái cánh quân sự của nó nữa. Và cánh quân sự này rất đông. Và nó núp ở trong các gia đình của Palestine. Tức là những người Palestine, thân nhân của họ chính là Hamas. Ở đâu ra mà nói họ tan rã nha. Rồi tiếp tục. Anh nghĩ các nước Ả Rập ngầm cho phép hỏa tiễn Do Thái bay ngang không phận của họ bắn vào tấn công thủ lĩnh Hamas không? Thứ nhất, Do Thái không cần phải có sự đồng ý. Tại vì từ ở khu vực của Do Thái ở trên đồi Golan Heights có thể bắn trực tiếp vào lãnh thổ của Iran thông qua Syria. Ok, thì chưa chắc cần phải bay qua một cái lãnh thổ nào đâu. Chưa chắc cần đâu. Và lần này tôi chưa biết là cuộc trả đũa của Tehran sẽ như thế nào. Chúng ta chờ xem coi ra sao đã nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok.
Thủ lĩnh Hamas bị tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo, như vậy hệ thống phòng không của Iran thất bại trước hỏa tiễn của Do Thái không anh? Cũng chưa biết được nữa, tại vì trước đó không ai nghĩ tới là phía Do Thái tấn công vào thủ đô Tehran, mà họ đang đề phòng là Do Thái tấn công vào Beirut, tức là thủ đô của Lebanon thì đúng hơn. Tức là Do Thái đã thành công trong việc dương đông kích Tây. Sau khi mà có cái vụ 12 đứa trẻ bị chết ở trên đồi Golan Heights, thì Do Thái đã tung ra rất nhiều tin là sẽ tấn công trả đũa vào Lebanon. Cho nên tất cả mọi thứ đều tập trung vào Lebanon. Thì bất ngờ họ dùng drone tấn công vào Tehran để sát hại tên thủ lĩnh này. Thì quý vị, cũng không phải là Tehran sơ hở đâu. Nhưng mà cái hệ thống drone của Do Thái là hệ thống drone định vị. Có thể nói rằng là họ đã nhiều lần ám sát được rất nhiều những nhân vật của Iran. Đây không phải lần đầu. Lần trước là khoa học gia nguyên tử của Iran cũng đã bị ám sát bởi lực lượng Mossad. Thì lần này cũng vậy. Có nghĩa là cái hệ thống phòng thủ của Iran, nó có thể tấn công người khác nhưng mà nó chưa đủ khả năng để ngăn chặn các hỏa tiễn. Nó chưa đủ khả năng ngăn chặn các hỏa tiễn. Cái đó là cái mà tôi thấy rõ ràng là sự dương đông kích Tây nha. Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ muốn quậy ở Trung Đông và đi ngược lại quan điểm lợi ích của đồng minh NATO và Mỹ. Vậy Thổ Nhĩ Kỳ tính nâng cao vị thế của mình hay sao? Dạ. Tại vì Thổ Nhĩ Kỳ đang có một tư thế rất tốt. Họ đang có một tư thế rất tốt và bây giờ họ gần như là muốn lãnh đạo Trung Đông. Thứ nhất, họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Thứ hai nữa, Hoa Kỳ rất cần Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu mà nói về cần nhẫn nhau đó, thì Hoa Kỳ cần Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn. Tại vì cổ Thổ Nhĩ Kỳ là con mắt của Hoa Kỳ ở vùng Hắc Hải và đồng thời có căn cứ không quân của Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, để mà giám sát các hoạt động của những tổ chức Hồi giáo cực đoan tại đây. Thì quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đồng minh. Nhưng bây giờ, ông Tayyip Erdogan lên gần với Do Thái, có nghĩa là ông ta đòi hỏi một cái vị trí cao hơn nữa. Và bây giờ tư thế Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm được điều này đó. Lúc trước thì chưa đâu, nhưng bây giờ thì khác đó. Ông ta dùng cái này để ép ngược lại Âu Châu đó. Nha. Rồi, tiếp tục. Ngoại trưởng Do Thái cảnh cáo tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hoàn cảnh tương tự như Saddam Hussein. Anh nghĩ Erdogan bị lật đổ không? Chưa chắc. Tại vì Thổ Nhĩ Kỳ khác. Saddam Hussein lúc đó là kẻ thù của Hoa Kỳ. Do đó, việc lật đổ Saddam Hussein mà dưới thời của Bush còn có thể xảy ra. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ trên nguyên tắc là đồng minh của Hoa Kỳ. Nằm trong khối NATO. Và đang có những cái địa hình chiến lược rất quan trọng đối với Hoa Kỳ tại Trung Đông và Hắc Hải. Do đó lời mà đe dọa của Do Thái chưa chắc hữu hiệu đâu. Có điều tôi không biết là Joe Biden làm cách nào dàn xếp giữa Tayyip Erdogan và Netanyahu, bởi vì cả hai người này đều không ưa Joe Biden. Nói thẳng luôn, Netanyahu không ưa Joe Biden, mà Tayyip Erdogan cũng không ưa Joe Biden luôn. Tôi không biết Joe Biden và Kamala Harris sẽ giải quyết cục diện này như thế nào nha. Rồi tiếp tục, nếu Trung Cộng, Nga, Iran, Bắc Hàn hợp tác quân sự, em tin NATO sẽ đổi tên, thay đổi quy tắc, mở rộng toàn thế giới. Nhưng mà cái sự hợp tác này đã diễn ra, có điều khi là nó là bán chính thức thôi. Nó chưa thành một cái liên minh thật sự. Họ đã có hợp tác trong mấy năm qua. Nhưng mà hợp tác này nó gần như là riêng rẽ. Nó chưa có một cái sự phối hợp thành một cái lực lượng đồng minh này. Cho nên tôi nghĩ rằng là chưa chắc là NATO đổi tên. Và với cái sự ích kỷ của Pháp và Đức, tôi không nghĩ rằng họ muốn can dự vào chuyện của Á Châu hay chuyện của Trung Đông. Do đó quý vị, tôi nghĩ rằng là sẽ khó đổi tên NATO lắm. Ok. Rồi tiếp tục. Các nước Nam Mỹ có thể ngầm hỗ trợ cho dân Venezuela lật đổ chế độ Maduro của anh Phong. Họ có quyền. Họ có quyền, nhưng lật đổ hay không là một việc khác. Họ đã âm mưu lật đổ trong mấy năm qua rồi. Từ năm 2013 tới bây giờ, khi Maduro thay thế cho Hugo Chavez trở thành lãnh đạo của Venezuela, thì họ đã âm mưu nhiều lần lắm rồi. Thậm chí có những cái âm mưu ám sát luôn cả Maduro nữa, nhưng không thành công. Họ sử dụng luôn các trùm băng đảng luôn, nhưng mà vẫn chưa thành công. Đâu phải là bây giờ mới cuộc bầu cử này họ mới nghĩ là lật đổ ông Maduro đâu. Họ đã nghĩ cách lật đổ ông ta từ khi mà Hugo Chavez chết rồi. Nha. Rồi tiếp tục.
Theo đó em nên bầu người viết lá thư này làm lãnh đạo cơ quan mật vụ vì ông ấy có tâm. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ quý vị, một trong những người chuyên môn nó khác và ngành lãnh đạo nó khác. Ngành lãnh đạo đi về quản lý nhiều hơn. Anh có khả năng giỏi về chuyên môn, chưa chắc anh là một lãnh đạo tốt. Phải nhớ như vậy, tại vì ngành quản lý nó khác. Lãnh đạo một cơ quan, đó thuộc về ngành quản lý. Ngành quản lý phải đối phó với rất nhiều những tác động về chính trị và những tác động từ bên ngoài. Còn chuyên môn thì chỉ có kê cái súng xuống ngắm, bắn và thôi. Thì dễ lắm. Mặc dù có tâm, nhưng cái ngành lãnh đạo nó khác. Nó đòi hỏi cái khả năng quản lý. Và khả năng quản lý đó làm cách nào thay đổi quy tắc, làm cách nào giữ nguyên những quy tắc mà không mít lòng, không gây ra sự tổn thương cho cái cơ quan của mình. Nó là cả một vấn đề thách thức đó quý vị. Nha. Rồi tiếp tục. Tình báo Israel quá giỏi nhưng không hiểu tại sao họ để biến cố 7 tháng 10 xảy qua dễ dàng với anh. Tôi nghĩ rằng là có một cái gì đó tôi cũng hơi thắc mắc đó. Tại cơ quan tình báo Mossad được xem là cơ quan tình báo đứng đầu thế giới. Cơ quan tình báo đối ngoại đứng đầu thế giới. Tại sao họ lại để cho cái biến cố xảy ra ở ngày 7 tháng 10? Mà sự thất bại này cả hai cơ quan luôn. Tình báo Mossad và cơ quan tình báo đối nội Sinbad cũng thất bại luôn. Thì tôi cũng đang thắc mắc lý do tại sao lại để cho cái biến cố ngày 7 tháng 10 xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Ok, do Thái sát hại Hamas có thể gây ra xung đột tăng ở Trung Đông khi Iran có thể trả đũa. Thì tuyên bố rồi. Ông Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố ngày hôm nay là sẽ có bắt Do Thái, phải trừng phạt Do Thái một cách nặng nề. Thì tôi không biết là trong vài ngày tới sẽ biến động như thế nào. Giữa lúc đang căng thẳng với Hezbollah, bây giờ lại thấy xảy ra vụ này nữa, thì có thể Do Thái sẽ đối diện với một cuộc chiến toàn diện. Tôi nói là một cuộc chiến toàn diện luôn nha. Rồi tiếp tục. Ok, nước Mỹ có liệu có thể xảy ra và bạo động của cánh tả trước bầu cử năm 2020 không chú? Cái mà chú đang nhìn bây giờ nó đang có khuynh hướng. Và ngày hôm nay thì trong cái bài nói chuyện của chú cho thấy là đã có một cái tổ chức giám sát bảo thủ đã nêu rõ những cái địa điểm, những cái khu vực và những tổ chức nào có thể kích động bạo động rồi. Thì chú nghĩ rằng là có thể xảy ra trong 3 tháng tới. Có thể xảy ra trong 3 tháng tới mà chú gọi là bạo động chính trị. Có thể sẽ xảy ra một vụ ám sát mới. Có thể sẽ là những bạo động trên đường phố. Bởi vì chúng ta đã chứng kiến qua từ tháng 5 tới bây giờ. Tháng 5 là thủ tướng của Slovakia bị ám sát hụt. Đầu tháng 7 là bầu cử tại Pháp. Bạo động đã khiến cho cánh tả thắng. Ngày 30 tây tháng 6 bầu cử thì đảng cánh hữu thắng. Ngày 7 tây tháng 7 bầu cử lần thứ 2 đảng cánh tả thắng. Trong 7 ngày bạo động đó đã đem lại chiến thắng cho cánh tả. Rồi bây giờ tới bầu cử tại Venezuela. Thì bây giờ chú nhìn thấy điều này thì chú thấy là có khuynh hướng đó. Nhưng mà nó còn lệ thuộc vào người dân Hoa Kỳ có bị kích động hay không. Hay chỉ là những thành phần này nhảy xuống đường thôi. Nếu không có người dân Hoa Kỳ bị kích động thì sẽ không thành công. Cũng cuối cùng cũng có mỗi một cái đường phố như vậy có vài trăm tên thôi. Mỗi một đường phố của Hoa Kỳ có vài trăm tên thôi. Trong khi một thành phố như vậy trung bình là cả mấy chục ngàn dân cho tới cả mấy triệu dân. Thì chỉ có vài trăm tên thôi. Nếu dân chúng Hoa Kỳ không có đáp ứng và không có bị kích động bởi cái đám này thì sẽ không thành công. Nhưng dấu hiệu cho thấy có nhiều khả năng bạo động chính trị xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Ai đã tiết lộ vị trí tên Hanizet này cho phía Israel khá khó hiểu. Chả gì khó hiểu cả. Quý vị nên nhớ, ở tại Iran thì vẫn có những thành phần đối lập với chính quyền Iran. Những người này vẫn đang hoạt động thì họ có những người làm việc trong cái chế độ cai trị tại Iran. Và từ đó nó tiết lộ ra cho cơ quan tình báo của Do Thái. Tại vì cho tới giờ phút này có rất nhiều những người Iran ủng hộ cho Do Thái. Chứ không phải là dân tộc Iran đều thù ghét Do Thái. Do cái chế độ nó kích động người dân thù ghét Do Thái. Nhưng mà ở tại Iran vẫn có những thành phần đối lập. Do đó thì cái chuyện này đâu có gì là khó hiểu đâu. Ok. Rồi tiếp tục. Wow.
Biden mất trí, không Kamala không giải quyết được của Do Thái. Ok, cười ha ha, đội nha đang cười. Lần này sẽ là thách thức đó. Đảng Dân Chủ sẽ bị chia rẽ kỳ này nữa. Sau tuần lễ honeymoon dành cho Kamala Harris, bà ta và Joe Biden sẽ phải đối diện với cuộc chiến mở rộng tại Trung Đông. Làm cách nào Joe Biden và Kamala Harris giải quyết đây? Joe Biden thì còn gần 5 tháng nữa là hết nhiệm kỳ. Còn Kamala Harris là ứng cử viên tổng thống. Bà ta sẽ đưa giải pháp như thế nào để giải quyết được vấn đề của Do Thái với những tổ chức khủng bố này và kể cả Iran? Quý vị, nhìn vô chúng ta đã biết được rồi. Nhìn vô chúng ta đã biết rồi. Joe Biden còn chưa giải quyết được thúc thủ kìa. Thì đừng nói tới Kamala Harris. Không có cửa đâu. Nha. Rồi tiếp tục. Việc chính tại Mỹ lúc này người dân phải bảo đảm cuộc bầu cử được minh bạch, không để cho đám dân chủ giữ trợ. Chuyện này làm được. Chuyện này đã làm được trong năm 2022. Vấn đề ở chỗ, tôi không e ngại chuyện này, mà tôi đang sợ nó kích động bạo động thôi. Chứ tôi không sợ cái chuyện mà nó đếm phiếu nữa đâu. Tôi nói thẳng luôn, với cá nhân của tôi không sợ cái chuyện đếm phiếu nữa đâu. Nhưng tôi sợ nó kích động bạo động đó. Và nó đã xảy ra ngày 13 tại tháng 7. Nó ám sát luôn cả cựu Tổng thống Trump rồi. Thì quý vị, những cái này mới là cái đáng sợ. Còn vấn đề đếm phiếu, kiểm phiếu, chúng ta không sợ nữa. Bởi vì đã có những cái giám sát và đã có những cái cẩn thận rồi. Sau năm 2022 nha. Rồi tiếp tục. Giả sử điều tra vụ ám sát Tổng thống Trump là do phe đối lập chủ mưu thì nãy như vũ có chơi bài ngửa kích động nội chiến luôn không không? Thứ nhất, giả sử này không xảy ra. Em đã đặt một cái giả sử tầm bậy tầm bạ rồi. Ok? Bởi vì nó kích động rất khéo léo, không ai che đậy được, không ai phát hiện được bằng chứng cả. Anh đã nói ngày hôm qua rồi, tại em không nghe thôi. Nó muốn giết ông Trump không? Yes! Nhưng mà nó đâu có ngu gì, nó bơm cho thằng này đầy đủ tất cả mọi thứ. Nó kích động bằng ngôn ngữ từ bên ngoài. Em lấy cái con khỉ gì mà em kiếm được bằng chứng đây? Mà em nói là xác nhận. Trên cái giả sử của em sẽ không xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok, Trung Trung, anh block em luôn nha. Ở trong đây không có cái... không có cái gì liên quan tới đề tài của em hết. Em vô em hỏi mấy cái chuyện sàm sàm ba láp thì em bị block nha. Về vị trí của thủ lãnh Hamas có sự giúp đỡ của tình báo Mỹ không anh? No. Cái này không phải tình báo Mỹ, mà là mạng lưới của tình báo Mossad. Tình báo Mỹ bây giờ bất lực nhất thế giới. Tình báo Mỹ bây giờ được xem là bất lực nhất thế giới, bởi vì có quá nhiều quy tắc. Họ bây giờ chỉ là đi lấy tin từ các cơ quan tình báo đồng minh thôi. Họ không có khả năng on the field nữa. Tức là họ không có khả năng đi lấy tin tức tình báo, mà họ chỉ lấy tin tức của những quốc gia đồng minh đối tác gửi về, họ phân tích thôi. Tình báo Mỹ trong mười mấy năm nay gần như là thất thủ. Họ bị đặt quá nhiều quy tắc và họ bị đặt quá nhiều những cắt giảm những ngân sách. Họ không có nhân tài nữa. Bây giờ hầu hết cơ quan tình báo của Mỹ ngồi nhà phân tích thôi. Chúng ta không có những tình báo... gọi là có khả năng hoạt động ngoài ở bên ngoài nữa. Đó là hậu quả của ESG và DEI đó. Đó là hậu quả của cái việc gọi là giám sát. Và kết quả cơ quan tình báo Mỹ bây giờ được xem là xúc kém nhất thế giới. Được xem là xúc kém nhất thế giới. Họ có được những thông tin tin tức là nhờ các cơ quan tình báo bạn, từ cơ quan tình báo MI6 của Anh, tức là đối ngoại, cho tới Mossad của Do Thái. Rồi Á Châu họ phải dựa vào cơ quan tình báo của Nam Hàn và Nhật Bản. NSI của Nam Hàn. Để mà họ lấy thông tin. Tình báo Mỹ bây giờ được xem là tệ hại nhất thế giới. Nha. Rồi tiếp tục. Hy vọng từ đây tới ngày bầu cử, ông Trump sẽ nghĩ lại, không nên rally ngoài trời. Xạ thủ của mật vụ và cảnh báo sẽ có cuộc ám sát tiếp theo. Nên lo qua chút không? No, ông Trump đã khẳng định sẽ tiếp tục rally ngoài trời và chuẩn bị rally lại cái chỗ mà ổng bị ám sát luôn. Chuẩn bị rally trở lại cái chỗ ổng bị ám sát luôn. Và các cuộc rally ngoài trời vẫn được tiếp tục. Tại vì nếu mà chúng ta tổ chức ở bên trong thì có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận thua cho những tên đe dọa.
thua cho những tên đe dọa về ám sát và khủng bố. Do đó quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại các cuộc rally ngoài trời nha. Rồi, ok. Mong người dân Hoa Kỳ mạnh mẽ bỏ phiếu bầu cử cho ông Trump. Cái bà hay cười này thắng cử thì thôi rồi. Thứ nhất là bây giờ quý vị, tuần lễ honeymoon của bà ta đã qua. Bây giờ đám truyền thông có thổi bà ta lên đè ông Trump xuống. Thì biến động ở Trung Đông đã chứng minh được cái khả năng yếu kém của cả Kamala Harris lẫn ông Joe Biden. Không giải quyết được và không kiểm soát được cuộc chiến tại Trung Đông. Nó bùng nổ. Đây là thất bại mới nhất của Joe Biden và Kamala Harris. Và chính điều này nó làm cho dân Mỹ biết được rằng họ cần một tổng thống mạnh mẽ. Họ cần một tổng thống mạnh mẽ đủ khả năng trấn áp để dập tắt tất cả những cuộc chiến đang manh nha bùng nổ trên thế giới. Và ông Trump nói đúng. Quý vị thấy hôm trước ông gặp Bibi Netanyahu không? Tôi thắng cử không sao. Để cho Kamala thắng cử là quý vị sẽ đối diện với cuộc chiến toàn diện và có thể sẽ là một đệ tam thế chiến. Thì quý vị, hôm nay chúng ta đã thấy rồi. Bà ta chưa đắc cử đâu. Bà ta đang là phó tổng thống thôi. Và Joe Biden đang là đương kim tổng thống. Làm sao giải quyết cục diện này đây? Tôi nói quý vị rồi là khi mà chúng ta nhìn thấy được tất cả những diễn biến xảy ra, chúng ta sẽ thấy được sự yếu kém của lãnh đạo Hoa Kỳ. Nha. Rồi tiếp tục. Ok, 1967 có thể lặp lại tại Trung Đông do tái đối diện với các nước Hồi giáo. Chưa chắc. Chưa chắc là Do Thái phải đối diện với tất cả các nước Hồi giáo đâu. Tại vì có những quốc gia vẫn đứng về phía Do Thái, đặc biệt là Jordan. Quý vị nhớ kỳ rồi, trong cái việc mà bắn hạ tất cả những cái hỏa tiễn từ Iran không? Jordan là một trong những quốc gia đó. Jordan là một trong những quốc gia đã giúp Do Thái bắn hạ các hỏa tiễn của Iran trước khi nó rớt vào lãnh thổ Do Thái. Thứ hai là Saudi Arabia. Saudi Arabia được xem là một trong những quốc gia có cái cuộc gọi là cạnh tranh với Iran, mặc dù bây giờ bán giao lại. Nhưng mà Iran vẫn là tiềm năng đe dọa tới họ. Và đang là một cái tiềm năng thúc đẩy những tổ chức dân quân Hồi giáo hệ phái Shiite lật đổ chính quyền của hoàng gia Iran, của hoàng gia của Saudi Arabia. Chưa chắc họ đồng ý đâu nha. Rồi, nếu tình báo Mỹ yếu kém như vậy thì ảnh hưởng tới lớn mạnh sức mạnh quân đội Hoa Kỳ không? Ảnh hưởng chứ. Bây giờ gần như là cơ quan tình báo Hoa Kỳ chủ yếu là trông chờ vào cái hệ thống share information của liên minh ngũ nhãn của các quốc gia được xem là đồng minh của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói là 20 năm nay, kể từ khi mà cái vụ khủng bố 911 xảy ra, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã bị trói buộc rất nhiều. Họ bị giới hạn rất nhiều quyền lực, họ bị giới hạn ngân sách và họ bị cái chương trình DEI làm cho họ suy yếu. Họ không kiếm được nhân tài nữa. Đa số những người tuyển vào làm cho cơ quan tình báo CIA đều phải đa dạng màu da. Đa dạng màu da, đa dạng sắc tộc và thậm chí có luôn cả đồng tính luôn. Do đó quý vị, cơ quan tình báo CIA bây giờ đa số là analysis, tức là những phân tích tình báo thôi. Họ chỉ ngồi đó tổng hợp tin tức lại, phân tích ra thôi. Chứ họ không có khả năng on the field nữa. Đây là cái thực tế. Đây là cái thực tế và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy thời gian vừa qua chúng ta bị tấn công không gian mạng rất là nhiều. Chúng ta bị đe dọa tới cái an ninh quốc phòng rất là nhiều. Bởi vì cơ quan tình báo bất lực. Họ không còn đủ sức để hoạt động nữa. Chính cái hệ thống chính quyền của đặt ra nhiều cái quy tắc của đám dân chủ này. Nó gọi là minh bạch chính phủ. Nó gọi là để tôn trọng quyền của những nhân viên ở trong các cái cơ quan liên bang. Nó đặt ra một đống quy tắc. Do đó quý vị, những quy tắc này đã làm suy yếu không những là cơ quan tình báo và quý vị thấy cơ quan mật vụ đó. Họ thất bại trong việc bảo vệ ông Trump đó. Là do những quy tắc này đó. Những quy tắc họ đặt ra trong chính quyền liên bang. Từng ban ngành một. Nó dẫn tới hậu quả này đó. Nha. Rồi tiếp tục. Nền kinh tế Mỹ sau 4 năm của Biden, bây giờ người dân mong ông Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là vấn đề chính. Nếu nói về đối nội, kinh tế chiếm hàng đầu. Bây giờ người dân đang muốn là phải vượt qua những khó khăn của họ.
trong việc mà họ đang nỗ lực tìm cách gọi là tháng này trả cho tháng sau, paycheck by paycheck, họ không dư giả để dự trữ được nữa và họ thiếu hụt tiền hóa đơn hàng tháng. Đây là cái hậu quả của 4 năm kinh tế dưới triều đại của Joe Biden. Do đó, về mặt đối nội, kinh tế đứng đầu. Về mặt đối ngoại, tất cả các cuộc chiến cần phải được chấm dứt. Joe Biden, Kamala Harris không đủ khả năng rồi. 4 năm đã chứng minh. Rồi, tiếp tục. Lần sau lên sóng tranh luận tổng thống khi hỏi tới cuộc chiến Trung Đông, không biết bà phó tổng thống sẽ tranh luận như thế nào? Bà sẽ cười hả? No. Bà ta sẽ tránh những vấn đề đó và bà ta chỉ nói vấn đề phá thai, vấn đề khí hậu môi trường thôi. Và vấn đề nền dân chủ bị đe dọa thôi. Bà ta sẽ không nói tới những vấn đề khác. Đó là cách của đảng Dân Chủ dàn xếp để bà ta đối thoại. Bây giờ bà ta lên tiếng thách thức ông Trump tranh luận đó. Ông Trump thì chờ cho bà ta chính thức đại diện đảng đã. Nhưng mà bà ta thách thức như vậy, bây giờ ông Trump trên cơ ông bà ta mà. Ông Trump có quyền đặt điều kiện, những đề tài được nói. Thì quý vị, bà ta đồng ý thì nhảy vô, không đồng ý thì thôi. Ông Trump đặt điều kiện thứ nhất là đài truyền hình Fox News làm cái nơi host chứ không phải ABC. Thứ hai, ông sẽ đưa ra những đề tài. Thì coi Kamala Harris làm cái này làm sao đối phó nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.